Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 8, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%. Bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14. Đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Ngay sau khi được bầu, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã chủ trì họp báo. Phát biểu tại đây, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam, thời kỳ đổi mới mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Ở thời khắc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế đang còn rất xúc động, chưa vơi niềm tiếc thương vô hạn đối với nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của chúng ta. Song, trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của Đảng và Nhà nước, trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trước hết là chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là yêu cầu cấp bách của Đảng, của đất nước hiện nay nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tạo nền tảng vững chắc, đạt các mục tiêu chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời xác định tầm nhìn tương lai, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu, đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới. Việc bầu chức danh Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định, điều lệ Đảng. Phương hướng công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các quy định về công tác cán bộ của Đảng. Đây cũng không phải là vấn đề mới. Trong lịch sử Đảng ta cũng đã bầu Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ đối với đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Khả Phiêu. Quá trình chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức danh quy trình theo quy định của Đảng. Để bảo đảm sự ổn định, kế thừa, phát triển những kinh nghiệm, những thành tựu mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và Ban Chấp hành Trung ương các khóa trước đã đạt được, với trách nhiệm cao nhất vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt và thể hiện sự thống nhất rất cao trong việc giới thiệu và bầu chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Được Bộ Chính trị tin tưởng giới thiệu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm bầu và giao trọng trách Tổng Bí thư. Tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước truyền thống cha ông và lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc, trước các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trước yêu cầu thực hiện thành công đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trên cương vị Tổng Bí thư, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta. Phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết tư tưởng và hành động, ý Đảng và lòng dân. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng. Trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân là niềm vui, lẽ sống, chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống nhân dân. Phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần. Bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực. Trong đó, nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất. Tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ta thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những định hướng lớn, đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Sáu trọng tâm là giữ vững độc lập, tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, không ngừng tăng cường đóng góp của Việt Nam vào hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành, dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố tiềm lực quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khơi dậy tinh thần, ý chí, quyết tâm, phát huy cao nhất giá trị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ưu tiên tập trung chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng các văn kiện. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Chúng ta nguyện kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người và di sản mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng phấn đấu, lập nên những kỳ tích phát triển mới, thực hiện thành công di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với đường lối chính trị đúng đắn, hợp quy luật, luôn lấy việc phụng sự nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Được nhân dân hết lòng tin tưởng, bạn bè quốc tế ủng hộ, Đảng ta sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, ngày càng trưởng thành, vững mạnh, trường tồn cùng dân tộc, hòa quyện trong lòng dân. Thưa các đồng chí, bên cạnh những thành tựu, kết quả to lớn mà đất nước ta đã đạt được như ngày hôm nay, chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn, tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp. Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đến rất gần, còn rất nhiều nhiệm vụ phải triển khai. Hôm nay, tôi được Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng, giao một trọng trách rất lớn. Tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo,
nguyện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, ban ngành, địa phương, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè, đối tác quốc tế để giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách lớn. Kính chúc các đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đại tướng Tô Lâm có thời gian công tác gắn với ngành công an. Thời gian Đại tướng Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an, có hàng loạt đại án đã được phát hiện, xử lý. Trong những vụ án này, có những cán bộ, lãnh đạo là Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy đã bị khởi tố do liên quan đến sai phạm. Mới đây, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đây là động thái đầu tiên khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu nghiêm trọng, đưa hối lộ. Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Sau đó, ngày 1 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với ông Dương Văn Thái, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nay đã bị khai trừ đảng và bãi nhiệm chức vụ đại biểu Quốc hội. Ngoài ra còn nhiều cán bộ khác bị khởi tố, vụ án này đang được điều tra. Trong vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra giữa đại dịch COVID-19, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, đã có 54 người bị truy tố. Trong số này, có 21 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ. Vụ án này đã được xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Trong vụ án này có một số cựu quan chức như cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu trợ lý Phó Thủ tướng là Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Bộ Công an, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, cựu Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân. Trong vụ án xảy ra ở Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, có 38 người bị khởi tố, xét xử. Theo Viện Kiểm sát nhận định, đại án Kit Test Việt Á là điển hình của lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này có nhiều người là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy bị xử lý. Tại Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị xét xử với tội danh nhận hối lộ. Ngoài ra, có những thuộc cấp như ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, ông Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng. Ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị khởi tố, xét xử về vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, còn có một số người là lãnh đạo các tỉnh thành, cán bộ quân đội cũng bị xử lý. Điển hình như cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự Hồ Anh Sơn cũng bị bắt do liên quan sai phạm trong vụ án này. Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Mở đầu vụ án này, ngày 26 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, và 5 người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là kết quả mà Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Điều tra mở rộng, ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, và ông Lê Duy Thành, lúc đó Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ. Nay hai người này đã bị khai trừ đảng. Cùng tội danh trên,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, lúc đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Chủ tịch tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, và Phạm Hoàng Anh, lúc đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, để điều tra tội nhận hối lộ. Ngoài ra, trong vụ án này còn nhiều cán bộ khác bị khởi tố, vụ án đang trong quá trình điều tra. Tiếp theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị sổ khám trong vụ án Xuyên Việt Oil ngày 8 tháng 9 năm 2023. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam và Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2023, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục thuế Hồ Chí Minh, bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án này. Ba ngày sau, Cơ quan Điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra làm rõ sai phạm liên quan trong vụ án Xuyên Việt Oil. Ngày 27 tháng 12, ông Đặng Công Khôi, Cục Phó Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cũng bị sổ khám trong vụ án Công ty xăng dầu lớn phía Nam Xuyên Việt Oil. Cùng ngày này, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, cũng bị bắt. Ngoài ra, trong vụ án này, ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và ba cán bộ khác của Bộ Công Thương cũng đã bị khởi tố. Với vụ Vạn Thịnh Phát, đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi sự tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB do bà Trương Mỹ Lan cầm đầu trong hơn 10 năm. Vụ án này có 86 người bị truy tố. Tổng số tiền thiệt hại của vụ án lên tới 677.000 tỷ đồng, tương đương 27 tỷ đô la. Đây là vụ án tham nhũng kinh tế lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án cao nhất là tử hình. Ông Trương Văn Thành, cựu chủ tịch ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, phải chịu mức án chung thân. Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, bị phạt mức án tù chung thân do đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu USD vì đã bao che sai phạm tại SCB. Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước nhận 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, còn có 15 bị cáo khác là cán bộ thuộc ngân hàng nhà nước, thanh tra chính phủ cũng phải hầu tòa do có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dưới sự điều hành của Đại tướng Tô Lâm, ngành công an trong những năm qua đã có nhiều thành tích xuất sắc trong mọi mặt công tác. Vào năm 2018, Bộ Công an đi đầu trong công tác tinh gọn lực lượng. Bộ máy của Bộ Công an không còn 6 tổng cục trực thuộc, gần 60 cục được sắp xếp lại, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sắp nhập cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định điều động 25.000 công an chính quy về cấp xã, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã, thị trấn và 113.000 công an viên. Sự điều động này không chỉ giúp lực lượng công an gần dân, phục vụ tốt hơn cho người dân ở tất cả các địa bàn trên cả nước, mà còn giúp bộ máy tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, mà hiệu quả hơn. Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong một năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đây đều là những dự án quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và tác động đến kinh tế xã hội. Gồm có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, gồm 3 điều.
Nổi bật là việc sửa đổi về giấy tờ xuất nhập cảnh và sửa đổi về cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, hay việc nâng thời hạn thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh. Ngoài để lại những dấu ấn đặc biệt trong việc tinh gọn bộ máy, đấu tranh phòng chống tội phạm, quá trình làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm còn chỉ đạo quyết liệt, sát sao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, quản lý căn cước công dân. Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, giúp cung cấp các thông tin cơ bản, đầy đủ, tính pháp lý về công dân, cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ, giúp chính phủ chuyển đổi số mạnh mẽ. Để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư, đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, hướng tới bỏ quản lý sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý cư trú điện tử.